Phi chào lại tất cả các anh em kênh YouTube nha. Nay buổi sáng mình với anh Linh đi chạy các bạn. Tại cáo nhớ nhiều quá. Nó thì dùng này thì mùa này là mùa trúng mà mùa nói chung là mùa này ai đặt cũng trúng hết á. Dính bển vậy. Nói chung là mùa này là bắt đầu là vô mùa rồi. Nói chung đặt chơi giỡn gì cũng có hết á. Má mưa được mưa hoài cái nắng 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 hoài ha. Đúng không trời. Có tôm càng các bạn ơi. Trời chưa dính nhưng dính thiệt các bạn. Tôm các bạn. Tôm lắm. Bảo này nó thi. Mốt chắc cũng làm 70 cái đặt nó kêu 2 tuần nữa hết thi nó đặt. Đặt Sắp cái nghỉ hè rồi. ngồi thi xong nghỉ hè. Chạy cá lồng tông các bạn. Ủa chứ nếu nước này đặt đặt tôm không có hả nên có nhưng mà không có đặt xong đặt đi làm rồi đâu được đâu dở hết rồi cái lòng tâm khủng các bạn ơi này cái lòng tâm hay cái trắng trắng cái lòng tâm khác nữa hả tâm nó nhỏ à, cái lòng tâm các bạn nó bự cái này chiên cũng thầy luôn làm sao mà nhập viên luôn cái thầy luôn chút không tép với cá lồng tông này ăn sống thì cũng không đến đổi ăn con hai con đến đổi chứ ăn nhiều con là chắc có đó nguy cơ chứ không họ tiếp đâu câu ra sông đâu nước chảy có không mình có gì hai ra dính được tôm càng đi đâu về sách đùm đùm đầy đầy vậy vậy đi đâu về mà sách đùm đùm đầy đầy vậy mở heo hả chạy làm xong về cho ông ấy mà về cho ông chiên bột cũng ăn mở đó mà mở thịt hay là mở gì chị hay mở thịt à. Mấy con này sắp câu đi câu thì cũng đã đó nhân quan mình rồi nào thì chó chó sáng ngồi nước các bạn
đúng rồi. Phải nước cạn đi câu cá không vừa không được. Được. Cái nước lớn này câu được nhưng mà nước lớn phải có điểm, còn cái nước rộng nhiều điểm hơn. Để con dính nữa các bạn. Dẻo không? Mà nào? Chỉ bảo hả? Tại vì hai người dẻo hôm rồi lấy chiếc ghe đi ngoài sông đó. Có. Nước đó mà kêu xin nhảy xuống tắm đi, nhưng mà lăn xuồng á. Đâu rồi lại bữa lăn xuồng á. Đi nhảy xuống đó là ngồi xong đó kêu bạn nhảy đi. Ừ, nước đó nó kêu bạn nhảy tắm anh làm không biết rồi. Còn bảo đồ tắm chứ ai tắm. Nước này rồi thì còn dám mà đen vẫn sạch, còn kia nước nó đen, nó xanh kia chút mẹ mà đâu tự nhiên có chiếc ghe nó đang cũng đã. Có nó bên vợ mà xong ở cầu sập á. Mày bà nó sống qua ngày nhiều đó là sống được buổi vậy đó. Chiên bọt chiên giòn à. Chà này tốt à. Có đâu. Chị đi có khi nào lại nằm chung với ổng không? Hả? Có khi nào mà ăn vô lên nằm chung với ổng không?
xài cái ăn chiên. Này mới móc không có tôm. Cá mặt mày không có tôm. Ủa mà hôm qua đây mưa lớn không nè. Mà đi nếu mà sao ếch nó không kêu ta, không có ếch vườn là sao nó không kêu ta. Mà đây ếch nếu mà con ếch nào ếch nó khủng luôn. Sao nó không kêu, lý do à? Lý do là không có. Cũng phải có. Có chứ, thấy người lâu lâu nghe kêu quả gì. Nhưng mà nó kêu đâu không? Vọng vọng ở đâu á. Tối quỷ con quạng rủ anh xuống tới bình dày dưới á. Làm gì vậy? Xôi ếch dưới chứ đâu. Là trắng xá động dưới á. Xa quá anh không có đi. Ăn cũng ngoài quá, trắng xá chắc người ta cũng ăn hết rồi tới mình lắm. Bởi vậy. Nghe loài không? Thấy rồi chứ chắc gì mình tin á. Giờ đâu phải người đó đâu mà. Có nhái nhiều có. Tối cũng đi kiếm kiếm nhái vậy coi xã mà không có gì. Có mà mấy cái nhỏ nhỏ là biến bắt. Mặn lâu thế bà. Chút ra câu rồi làm video đồ. Câu xong nào? Xong lớn mình luôn á. Bãi đầu ngồi. Đừng ghe con cá sông mới đã. Mà quay cái đó không biết dùng phải có cục sạc dự phòng rồi chứ mà treo máy kiểu đó chờ. Có, chừng nào có mình bấm. Thì tới chừng bấm lên là xa lâu lắm quay con cá vô là đâu phải cái ọt giật lên vô đâu. Sao nó xảy thì sao? Đang quay tới bờ sảy cắn lưỡi luôn đó. Hồi sáng đi qua phà cũng gặp hai ông kia ông mượn ông cái chiếc phà đậu á, ông mượn điểm nó lên. Cá này cá gì ta? Cá canh chua. Cá này là canh chua hả? Để nấu canh chua. Mà cá này kêu cá gì? Cá này cá không tên các bạn. Không biết kêu tên gì luôn á. Mà hôm nay thợ bảnh mấy thợ? 5 người. 5 người. Với thằng ngoại là 6 người. Ổng vô thằng ngoại ngủ. Ủa nãy chạy đội giờ chạy lợi có hả? Khủng khiếp vậy. Khủng khiếp luôn không các bạn? Chạy đội xong rồi chạy lợi vẫn dính nha các bạn. Dính tôm nha các bạn. Chạy đội xong chạy lại vẫn có chạy lại cái xứ sông gì đâu xứ gì đâu mà tôm cá sao chịu nổi chạy lại lần thứ ba luôn các bạn. Buồn mắt cắn quá. Rồi, cái thứ ba vẫn có luôn các bạn ơi, mà dính dừa không à, dừa mỏ không à. Có một con rác. Ủa, rau dền cây bự ghê ta. Rau dền gì biết không anh? Rau dền các bạn. Rau dền này không biết rau dền gì mà bự ghê các bạn. Nó mướt luôn ngon ghê chứ. Chứ không lẽ hái. Nhiều ghê chứ nè các bạn. Quá nhiều luôn. Mọc xanh tươi luôn. Ồ, dính cá nhiều các bạn ơi. Này dính cá sặc được không các bạn?
sạc cái lòng tông nhóc luôn các bạn ơi. Cái mồi ở xứ Tân Hữu Đồng cái mồi dễ quá. Cái nào cũng có hết, 10 cái như một. Đây người ta cũng có nuôi ong nữa các bạn. Đây cũng có nhiều nuôi ong các bạn. Đó, bển thì cũng có nuôi, hình như đây là nuôi ong không ạ. À. Cái này cũng nhiều dữ nữa. Cái này quá bíp luôn. Cái lòng tông dài khỏe rồi chứ. Đủ chưa? Bông à. Giờ thả thả dài tầm tầm về à, được rồi. Mấy ngày nay hổm đầy mẹ nửa tháng trong công ty chịu không nổi, trưa ngày nào cũng phải thấm hết. Ừ, mẹ mới giờ sáng vô chưa vừa mở quạt nước á, trời ngồi đổ mồ hôi. Chín mình giờ mấy 10 giờ mà thấy mình mẩy. À, ăn cơm vô là phải đi tắm. Thành quả của hai anh em chạy buổi sáng chưa đầy nửa tiếng hồ được như đây các bạn. Cũng được mới có trắng được tâm lắm các bạn. Nay qua nước lớn, sáng sớm nước lớn các bạn, chạy chưa được nửa tiếng mà như đây nè. Quá hấp dẫn luôn, xứ này là muốn kiếm đồ ăn dễ lắm các bạn ơi. Cứ xách ra chạy đi vòng là về là có đồ ăn các bạn. Rồi tới đây cho ba Phi xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn coi thấy hay nhớ like, đăng ký và share ủng hộ nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn.